Em chào cô chú và các anh các chị ạ. Thì vừa rồi thì em có lên sóng một chiếc xe Toyota Veloz đã qua sử dụng. Thì hôm nay bên em cũng có về thêm một chiếc xe, hôm nay là ngày 9 tháng 1 năm 2024. Bên em có về một chiếc xe Toyota Cross phiên bản 1.8V, một chiếc xe siêu lướt chạy 4.000 km, một chủ tại Hải Dương. Khách hàng của em Vũ thì có đi nước ngoài và rất là bận, cũng như là không có nhiều thời gian để vận hành cũng như là nhu cầu sử dụng không còn nữa. Gửi đến cho cô chú anh chị về một chiếc xe Toyota Cross 1.8V màu xám, bản V là bản trung. Hiện tại thì chiếc xe này là chạy là 4.000 km và hình thức thì không thể chê được một điểm gì ạ. Màu xám này thì cũng là rất là sạch xe và nhã nhặn, phù hợp với cả các cô chú cũng như là các anh chị đứng tuổi rồi, thanh niên thì khả năng là sẽ hợp với màu trắng hơn. Thì bên em cũng đang có sẵn một chiếc màu trắng ạ, bản 1.8V cũng 2022. Thì chiếc xe này thì chạy rất là ít, chạy ít hơn chiếc màu trắng hiện tại bên em đang có. Chạy 4.000 km hiện tại bên em đang chào bán với mức giá là chỉ hơn 800 một chút thôi ạ. Với thời điểm hiện tại thì lăn bánh chiếc xe Toyota Cross phiên bản 1.8V này đâu đó sẽ rơi vào là 930 triệu. Đại lý em sẽ giảm giá chiếc xe này so với xe mới thì cũng cô chú anh chị cũng tiết kiệm được hơn 100 triệu. Bản 1.8V thì chúng ta có gói an toàn Toyota Safety Sense và camera 360. Gói an toàn Toyota Safety Sense sẽ hoạt động trên hệ thống là camera stereo gắn trên kính lái đây, và hệ thống radar đặt ở sau cái chiếc logo dạng Mecha này ạ. Gói an toàn của chiếc xe 1.8V này là bao gồm là hệ thống cảnh báo lệch làn đường, giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, điều khiển hành trình chủ động cũng như là đèn pha tự động thích ứng thông minh. Chúng ta có hệ thống lưới tản nhiệt dạng tổ ong thiết kế rất là đẹp. Đèn pha thì đã bi LED rồi. Chúng ta có hai cảm biến góc trước được trang bị trên mẫu xe Toyota Cross, hỗ trợ cô chú anh chị lái xe rất an toàn. Có camera 360 rồi, đèn bi LED, công nghệ chiếu sáng rất là tốt. Cảm biến áp suất lốp thì cũng được trang bị trên mẫu xe này rồi. Chúng ta có bộ mâm là 18 inch kết hợp lốp Michelin, chiếc lốp còn rất là mới. Và dàn chân của em Toyota Cross 2022 này còn rất là đẹp và chưa có xước sát gì ạ. Chủ xe thì các bác ấy có trang bị thêm cái bộ ốp tay lắm cửa, hõm cửa chống xước ở đây. Sàn 5D, giá phim cách nhiệt. Và các bác ấy có lắp thêm một chiếc camera hành trình Việt Map ghi hình trước sau, trị giá là 4.950.000, có cảnh báo tốc độ cũng như là cảnh báo phạt nguội. Một mẫu xe 5 chỗ gầm cao thì mẫu xe Cross này thì cũng có thời điểm bán rất là chạy. Gửi đến cho cô chú anh chị về chiếc xe Cross 1.8V. Vâng, anh cứ đổ máy đi ạ. Hiện tại bên em cũng đang có khách hàng qua xem xe rồi. Chiếc xe rất là đẹp. Lốp sơ cua thì còn chưa hạ, chạy 4.000 km thôi. Hiện tại đang có hai bác đang qua xem xe. Không cầm ạ, em không cầm chìa khóa. Các bác đang qua tham khảo chiếc xe này. Thì hiện tại thì vẫn chưa chốt. Nếu mà cô chú, anh chị cũng như là các bạn có nhu cầu muốn đến xem xe thì hãy liên hệ trước với cả em Vũ qua số máy hotline là 0343 834 834 để em thông báo về tình trạng của chiếc xe cũng như là hẹn giờ để cô chú như các anh, các chị, các bạn qua xem xe. Và trước khi kết thúc video thì em lại gửi lời cảm ơn đến toàn thể cô chú, anh, các chị, các bạn đã theo dõi hết video. Kính chúc gia đình mình năm mới 2024 an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý và gặp thật nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công hơn trong năm mới 2024 này. Em Vũ trân trọng cảm ơn.